ngác lúc tuổi vừa lớn, muốn dâng cho vàng, muốn dâng cho vàng, cho vàng làm gì. Má, má ngủ từ lâu. Bắp bò bông em nướng từ chậm tôi, đợi đến giờ này mới đem tặng cho anh. Nè, chút quà nhỏ mọn có gì đâu mà anh gọi là ơn nghĩa. Rồi bây giờ thì sao? Vậy là anh không nhận à? Thôi em về. Thôi anh nói cặp môi vừa tới, trách ai phụ vàng, trách ai phụ vàng. Trời em sợ té qua đến đây thì
cay đắng trong lòng. Ôi em dìa, thôi để em dìa, còn níu kéo làm chi? Trời ơi, nửa muốn giận nửa nghe lòng sung sướng, mà thôi để em dìa. Vậy thì anh hãy cầm miếng bánh bò bông, em đi rót nước trà cho anh uống. Nửa miếng bánh anh đưa lên miệng, bánh này là bánh tình chung, giận nhau chút chút nhưng hai đứa chia